Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Tech One Channel. Hôm nay là thứ 7 và Hỏi Đáp Công Nghệ sẽ lại quay trở lại để phục vụ các bạn. Số hôm nay đã là số thứ 31 rồi và không làm mất thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ đi ngay vào những câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là của bạn Đỗ Lê. Cho mình hỏi, Sky A870 được cập nhật lên Android tối đa là bao nhiêu? Nếu có thì có nên lên hay không? Hiện tại thì máy mình đang chạy 4.4 KitKat. Xin cảm ơn. Thì chiếc Sky A870 này thú thực là lâu rồi mình cũng không cập nhật tin tức về nó. Tuy nhiên là nếu như mình nhớ không nhầm thì cái chiếc A870 này đã có những bản ROM cũ cập nhật lên Android 5.1.1 Lollipop rồi. Và mình nghĩ là bạn cũng nên up lên cái phiên bản đấy thì có lẽ là nó sẽ có nhiều cái tính năng hay hơn để cho bạn sử dụng. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Nóng Quang Su Nóng. Chào bạn, mình đang rất phân vân giữa HTC M8i mới và Xiaomi Redmi Note 3 Pro phiên bản 3GB. Nó có cùng giá bằng nhau thì nên mua máy nào xét về dùng ổn định và lâu dài? Nếu như bạn chỉ xét về cái sự ổn định và lâu dài ấy, thì thực sự là những chiếc smartphone hiện nay ấy, chiếc máy nào nếu như mà có cấu hình như hai chiếc máy này ấy, dùng sẽ hoàn toàn cực kỳ ổn định và lâu dài luôn. Tại vì cấu hình bây giờ nó cũng bão hòa rồi. Thì mình nghĩ là chiếc Redmi Note 3 Pro phiên bản 3GB này cấu hình của nó sẽ dùng được lâu dài hơn so với cả M8i. Tại vì M8i chạy 801 là một con chip 32 bit. Nếu như bạn hay cập nhật tin tức ý, thì bạn sẽ biết là đã có tin đồn về việc Android 7 sẽ chỉ hỗ trợ cho những chiếc máy mà chạy những con chip trên nền tảng là 64 bit. Và 32 bit thì sẽ không được hỗ trợ lên nữa. Vậy nên là đây cũng là một cái vấn đề mà bạn nên cân nhắc khi chọn mua giữa hai chiếc máy này. Tuấn Dương Chi cho mình hỏi là nên chọn Moto X-Style hay là LG V10, mình cần một máy chạy mượt và hỗ trợ lâu dài. Nếu như chỉ để chạy mượt và hỗ trợ lâu dài thì mình nghĩ là Moto X-Style nó sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn ở trong cái trường hợp này. Còn nếu như mà bạn muốn có nhiều thứ khác để mà chơi, để mà nghịch thì LG V10 sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Mình sẽ đánh giá LG V10 nó hơn ở quản camera rất là nhiều. Và nó sẽ hơn ở cái khoản loa của V10 nghe cực kỳ là đã vì nó rất là to. Hơn nữa thì nếu như bạn có những chiếc tai nghe xịn nữa cắm vào ấy, nó cũng hỗ trợ cho khả năng nghe nhạc bằng tai nghe cực kỳ là tốt luôn. Thì mình nghĩ là nếu như cái tiêu chí của bạn như này á thì mình sẽ khuyên bạn là nên mua X-Style. Còn nếu như mà bạn muốn có một cái trải nghiệm nó tốt hơn ấy, tức là được vọc vạch nhiều thứ hơn ấy, thì mình nghĩ là bạn nên mua LG V10. Cũng tùy vào những cái tiêu chí mà bạn lựa chọn giữa hai chiếc máy này thôi. Hai chiếc máy này cũng cực kỳ là tốt ở thời điểm hiện tại mà. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của bạn Toàn Lê. Cho mình hỏi là Z3V và Asus ZenFone 3 Max con nào tốt hơn về camera và chơi game nặng, và con nào có cộng đồng hỗ trợ tốt hơn, em cảm ơn. Thì nếu như mà bạn so những cái tiêu chí này thì mình nghĩ là Sony Z3V nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Nó chỉ thua với Zen 3 Max ở khoảng pin nhưng mà nó cũng không thua nhiều đâu. Tại vì con Z3 này pin của nó được tối ưu cực kỳ là tốt. Và ok, mình đã trả lời cho bạn rồi. Z3V mình nghĩ là nó sẽ tối ưu hơn ở trong cái trường hợp này. Hoàng Trần Văn cho em hỏi nên mua Meizu MX4 Pro hay là Xiaomi Redmi Note 4. Hai chiếc máy này thì nó đều cực kỳ là rất đáng mua trong tầm giá. Và mọi cái tiêu chí khác thì mình nghĩ là nó đều xem nhau thôi. Nhưng mà Meizu MX4 Pro nó sẽ thua Redmi Note 4 ở khoản thiết kế với mình. Với mình thì nó sẽ thua khoản thiết kế và về pin. Còn Redmi Note 4 nó sẽ thua chiếc Meizu MX4 Pro ở khoản camera. Thua khá khá đấy, tại vì cam sau của Redmi Note 4 chụp thì nó không được đẹp cho lắm. Đấy là cá nhân mình thấy thế thôi. Còn nếu như mà sang cam trước ý, thì Redmi Note 4 mình nghĩ là nó vẫn sẽ đáp ứng tốt cho bạn ấy. Thì đấy, bạn cũng nên quan tâm đến những cái tiêu chí đấy để lựa chọn. Tại vì nếu như bạn đưa ra chung chung cho mình như thế này ý, thì mình cũng rất khó để mà trả lời và tư vấn cho bạn được. Mai Nga, anh ơi, giữa iPhone 6 Lock với Oppo F1S nên chọn cái nào ấy? Ở đây thì sẽ là một chiếc máy mới chính hãng và một chiếc máy cũ. Đầu tiên là iPhone 6 Lock. Nó là một chiếc flagship của Apple vào khoảng 2 năm trước. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó vẫn đáp ứng cực kỳ là tốt. Thậm chí là iPhone 5S ra đời trước iPhone 6 nó vẫn còn đáp ứng cực tốt. Thì không có lý do gì iPhone 6 là một phiên bản nâng cấp hơn nó lại không đáp ứng tốt được những cái tiêu chí ở thời điểm hiện tại cả. Và nếu như được chọn giữa hai chiếc máy này nhá, mình sẽ lựa chọn ngay iPhone 6 Lock. Tại vì Oppo F1S nó chỉ hơn iPhone 6 Lock ở một khoản, đó là về camera tự sướng thôi. Còn về camera sau thì màu sắc cho ra từ trên camera của chiếc iPhone 6 nó sẽ chân thực hơn khá là nhiều so với F1S. Thì tất cả mọi thứ luôn, hiệu năng này, pin thì có lẽ là hai chiếc máy xem nhau. Tại vì F1S mình thấy là pin của nó tụt cũng khá nhanh đấy, dù có dung lượng pin là gần gấp đôi. Và cái lựa chọn của mình ở đây sẽ là iPhone 6 Lock, không phải suy nghĩ gì cả.
Ngồi Nhì Plus, chào anh cho em hỏi là em muốn mua Xiaomi Mi 14, nhưng nghe nhiều người nói là Mi 14 dùng nào lắm, vậy có phải không ạ? Em dùng trung bình thôi, chủ yếu là lướt web, Facebook, YouTube bằng 3G và chơi một số game nhẹ, vậy còn nóng không ạ? Thực ra thì khi bạn sử dụng một chiếc máy nào đấy, nếu dùng lâu thì nó sẽ nóng, nhưng mà cái chiếc Mi 14 này dùng nó nóng cực kỳ là nhanh, tại vì cơ bản là nó có cái viền thép ấy. Viền thép của nó thì hấp thụ nhiệt khá là tốt, cho nên là nó sẽ nóng lên khá là nhanh. Và kể cả như là bạn dùng cái tác vụ bình thường thôi, chủ yếu là 3G như bạn ấy, thì nó lại càng cực kỳ nóng nữa. Không cần phải đến game nặng đâu, chỉ dùng 3G thôi nó cũng đã nóng lên nhiều. Thậm chí là Wi-Fi nhá, Wi-Fi mà nó vẫn còn nóng cơ. Nhưng mà những cái này thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được với những gì mà Mi 14 mang lại. Đặc biệt là cái tầm giá của nó, bạn phải hiểu là nó thuộc dòng giá rẻ, thì với cái những cái gì mà nó đáp ứng cho bạn ấy, nó cực kỳ là tốt luôn. Vậy nên cái vấn đề về nhiệt độ mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và nếu như bạn dùng như thế này thì nó vẫn nóng, nhưng mà với mình thì là chấp nhận được. Nó cũng tầm, nói chung là ở cái tầm giá rẻ thì bạn cũng nên đánh đổi một vài thứ chứ không nên tham lam quá, đúng không? Trinh Kiều, bạn có thể so sánh giúp mình Huawei P9 Lite và M5 được không? Xét về thiết kế nhỏ gọn, camera sau và độ bền, em cảm ơn. Giữa hai chiếc máy này, nếu để nói về thiết kế nhỏ gọn thì mình sẽ thấy là Huawei P9 Lite nó có cái thiết kế nhỏ gọn hơn và dễ cầm nắm hơn một chút so với cả M5. Tại vì M5 thì mình thấy thiết kế của nó cũng khá là vuông, thì mình nghĩ là cái cảm giác cầm nắm của nó sẽ không tốt bằng P9 Lite đâu. Camera sau thì P9 Lite nó sẽ hơn, với cá nhân mình thấy thì nó hơn. Còn về độ bền thì những cái sản phẩm của Sony thì mình thường đánh giá cao hơn về độ bền. Vậy nên đó, mình đã so sánh cho bạn giữa hai chiếc máy này rồi. Nếu ở thời điểm hiện tại, nếu như mình được chọn thì mình sẽ lựa chọn Huawei P9 Lite ngay. Và đây cũng đã là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp công nghệ thứ 31 ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như còn câu hỏi nào mà muốn đặt ra cho mình thì hãy comment xuống phía dưới video này nhé. Nếu như cảm thấy video này hay thì hãy like video cũng như là subscribe kênh YouTube để cập nhật những cái video mới nhất của bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thứ nhất, sự yên tâm khi mua hàng. Với những sản phẩm đến từ Apple, một thương hiệu đang đứng trên đỉnh của mảng smartphone, thì chắc chắn không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ về chất lượng cũng như là sự hoàn thiện trên thiết bị của họ. Với những chiếc máy cũ, lắp còn tạo nên một cơn sốt cực lớn, có thể kể đến như là chiếc iPhone 5S ở thời điểm hiện tại, thì không có lý do gì một sản phẩm mới 100% nguyên zin như iPhone 4S lại không tạo nên